Kính thưa quý vị, tin từ Jerusalem Tây Ngạn, một phụ nữ Do Thái ở tuổi 18, cô Sarah Abraham đang được huấn luyện hàng tuần với huấn luyện viên nam để tiếp tục là một doanh thủ chuyên nghiệp trong bộ môn đánh võ tự do nổi tiếng kickboxing đến từ quốc gia Thái Lan. Trả lời đến phóng viên địa phương, cô nói rằng Do Thái giáo cực kỳ nghiêm khắc và cấm đoán dưới bất cứ hình thức nào cho phép những người đàn ông đụng chạm đến thân thể của thiếu nữ đang trưởng thành. Nhưng trước sự đam mê về bộ môn kickboxing, giáo hội Do Thái giáo trong khu vực đồng ý và cho phép cô Sarah Abraham được tham dự các lớp huấn luyện đặc biệt giữa cô và huấn luyện viên kickboxing nam. Sự va chạm thân thể trong những tư thế đá và đấm, Abraham không cảm thấy trở ngại giữa nam và nữ. Ngược lại với những cuộc huấn luyện mỗi ngày trong tuần với huấn luyện viên nam sẽ làm cho cô có những cú đấm đá mạnh mẽ hơn, sức chịu đựng bền bỉ và sẽ trở nên nhanh nhẹn. Sarah Abraham đã đoạt được huy chương vô địch giải Muay Thái trong lứa tuổi từ 16 cho đến 19. Huấn luyện viên rất vui mừng khi cô đoạt được chức vô địch và không uổng công những ngày tháng huấn luyện. Abraham nói thêm rằng, tuy cô đam mê bộ môn kickboxing, thường được gọi là bộ môn đấu võ tự do, nhưng cô vẫn không quên bổn phận và không vượt quá giới hạn của một người phụ nữ Do Thái giáo. Bản thân cô được rất nhiều người bạn cổ vũ và bày tỏ sự kính trọng đến những gì cô đang đeo đuổi trong bộ môn, nhưng không được nhiều người ưa chuộng tại Do Thái. Danh thủ kickboxing Sarah Abraham sinh sống với gia đình tại khu vực Kiryat Arba, nơi có 60% dân chúng Do Thái giáo cư ngụ. Kickboxing là một bộ môn hiếm hoi rất ít dân chúng Trung Đông đeo đuổi để trở thành một danh thủ thi đấu chuyên nghiệp. Sarah Abraham là một trong những trường hợp hiếm hoi và đoạt giải vô địch nữ tuổi từ 16 cho đến 19 trong giải thi đấu kickboxing Muay Thái.